Phạm Thị Huệ giành huy chương vàng ở cự ly sở trường của Nguyễn Thị Oanh. Phạm Thị Huệ đã giành huy chương vàng cự ly 5.000 m tại giải Đài Loan mở rộng 2023. Chiều ngày 28 tháng 3, Phạm Thị Huệ đã về nhất nội dung 5.000 m nữ ở giải Đài Loan mở rộng 2023. Thành tích của Phạm Thị Huệ là 17 phút 44 giây 7, Huệ gần như độc tôn trên đường chạy khi bỏ rất xa các đối thủ. Nội dung 5.000 m cũng là cự ly sở trường của Nguyễn Thị Oanh. Anh đã đăng ký dự giải Đài Loan mở rộng, nhưng rút lui phút cuối vì việc cá nhân. Thành tích của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung này tại SEA Games 32 là 17 phút 00 giây 33. Tấm huy chương vàng đánh dấu sự trở lại của Phạm Thị Huệ. Huệ từng giành huy chương bạc 5.000m và 10.000m ở SEA Games 29, đến SEA Games 30, Huệ giành huy chương vàng 10.000m. Năm ngoái, cô bị chấn thương nên không dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9, đồng thời cô lỡ cơ hội tranh suất dự SEA Games 32. Huấn luyện viên Trần Văn Sĩ cho biết đội điền kinh Việt Nam tạo điều kiện để Huệ thi đấu trở lại và lấy thành tích hướng tới ASEAN cuối năm nay. Cũng tại giải Đài Loan mở rộng, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành thêm 3 huy chương vàng khác của Lương Đức Phước, 1.500m nam, Nguyễn Thị Hằng, 400m nữ và Nguyễn Thị Huyền, 400m sào nữ. Ngày mai ngày 29 tháng 5, đội tuyển điền kinh Việt Nam với 13 vận động viên sẽ trở về nước. Giải Đài Loan mở rộng nằm trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Trung tuần tháng 7 tới, đội tuyển sẽ sang Thái Lan dự giải vô địch điền kinh châu Á. Sau đó, đội điền kinh sẽ chia các tổ nhóm để tập huấn tại Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Tháng 9, đội tham dự ASEAN 19 tổ chức ở Trung Quốc.